Ok, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với lại kênh Thảo Dược Nghề Dao. Hôm nay tôi tiếp tục ra vườn sâm đương quy để đào 35 cân gửi cho khách. Thì tôi lại quay lại cảnh đào sâm đương quy cho tất cả các bạn. Các bác cùng xem, các bác có nhu cầu về sâm đương quy thì hãy liên hệ cho tôi. Và nhân đây thì có bác nào có nhu cầu trồng sâm đương quy thì hãy đặt hàng tôi nhé. Tôi chuẩn bị có cây giống sâm quy rồi. Đây các bạn này. Đấy. Tôi trồng khá là nhiều. Đấy, bao nhiêu các bác đặt hàng bao nhiêu cũng có nhé các bác nhé. Đây. Một luống, hai luống, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Tám luống. Đấy. Các bác có nhu cầu về cây giống sâm quy thì cứ đặt hàng cho tôi khoảng hơn một tháng nữa. Đấy, hơn một tháng nữa là sẽ có cho các bạn. Đây. 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 Cái này tôi gieo được hơn một tháng rồi. Đấy, tôi gieo được hơn một tháng rồi. Từ cái đợt mà tôi nhổ sâm đương quy cho các bác xem đấy. Đấy, sau khi tôi nhổ xong thì tôi ươm hạt giống. Đấy. Đây, cho các bác xem một chút về cái sâm đương quy của gia đình tôi. Đây này. Đó. Sâm nó như này nhá các bác nhá. Đây là trực tiếp tại vườn luôn. Đây. Đấy, nó có loại to, có loại nhỏ. Đây này, các bác này. Đấy. Đa số là từ 4 củ, 5 củ, 1 ký. Đây. Đẹp chưa? Đây. Sâm này thì cực kỳ thơm luôn. Và một điều nữa xin thông báo với tất cả các bác là sâm đương quy mùa này thì rất là già. Đấy. Rất già rồi, nó chuẩn bị ra ngồng rồi nhé các bác nhé. Đây. Rất là già luôn. Chuẩn bị ra hoa đây này. Đấy. Đây. Đây nó chuẩn bị ra hoa này các bác này. Đấy. Chuẩn bị ra hoa. Cây này thì được hơn một năm rồi. Đây tôi còn khá là nhiều nhá. Đây nữa. Cho các bác xem một chút. Đây. Sâm quy đây này. Đây to chưa? Đấy, đây là những cây mà to, già, đẹp. Đây nó như này này. Đấy, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021 nhé. Đây. Đấy, to chưa? Đây, lá sâm này. Đấy, nó cũng chuẩn bị ra hoa nhé các bác nhé. Đấy, để cho các bác thấy là cái sâm, vườn sâm này nó già như nào. Nó được hơn một năm rồi. Đây này. Đấy, chuẩn bị búp đây. Đây, tôi còn khá là nhiều. Đấy. Đây, tôi có đào nhưng mà vẫn chưa hết. Các bác có nhu cầu về sâm đương quy thì hãy liên hệ cho tôi số điện thoại hoặc là Zalo 0374 988 027 hoặc là liên hệ đặt hàng cây giống sâm quy khoảng 1 tháng rưỡi, 2 tháng nữa tôi sẽ có cho tất cả các bác. Đấy, bao nhiêu cũng có nhé các bác nhé. Đây, tôi quay một chút cho các bác xem như này. Đấy. Và trong tầm khoảng một tháng nữa thì các bác có nhu cầu về sâm quy khô. Đấy, cái loại khô thì tôi cũng sẽ có cho các bác. Đấy. Tôi nhận loại khô tươi bao nhiêu cũng có. Đấy. Khoảng từ bây giờ đến hết tháng 3 này. Đấy, tôi nếu mà đào chưa hết cái vườn sâm này thì tôi sẽ nhổ đào hết sạch để mà làm khô. Đấy, rửa sạch phơi khô cho tất cả các bác. Và tất nhiên là khi mà phơi khô thì giá của sâm quy nó sẽ cao hơn khá là nhiều. Đấy, cao hơn rất là nhiều so với sâm tươi. Và làm khô thì nó sẽ bảo quản dễ dàng hơn. Đấy, dễ dàng sử dụng hơn cho các bác. Đấy.
tôi quay một chút như này thôi. Nếu các bác có nhu cầu về sâm đương quy ngâm rượu hoặc là để biếu thì các bác liên hệ cho tôi số điện thoại hoặc Zalo 0374 988 027. Xin cảm ơn.